Hi everybody, my name is Liem. I am an artist. Today I am continue the painting with the top and the foot. Today the sun is coming back from the rain. Xin chào các bạn, tôi tên là Duong. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục với bức tranh con chó và Duong. Tại vì hai hôm trước trời mưa rất là to, cho nên là mưa tuyết, cho nên là điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và hoạt động của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã trở lại với những bức tranh và những cái văn bản sắc đẹp. Tôi có thời gian để tôi lại thêm những chi tiết. More time to draw the details, painting. Quê hương là đề tài, là một nguồn cảm hứng vô tận trong tôi. Việc sáng tác tranh của tôi và cần phải có rất nhiều thời gian. Những ngày tôi dành cho những bức tranh của tôi vẫn là chế. Nhưng sắp tới tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nó. Khi tôi sắp xếp được công việc còn rất là vui. Stop cooking.
Ahem.